trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Còn 18k trong profile, còn 100k từ 100 ha. Dù nó big boy vẫn còn on ma, vẫn còn lem bem oh na. I'm back for my fan, get cash for my fan, get cash for my gang, get cash for my bang. Anh đang trông người khác, anh sẽ không được quan tâm nữa, em không được tác. Đời mình mãi được sức lượng, thì bên trong thì mát. Thì anh leo đôi con đèn hát rồi đi trong chiến tranh bất bại. Anh chỉ cần cặp đôi đầu và đem phần đầu mình băng. Rap game đi của lương duyên, mọi người cứ chiến đấu đến từ đầu tiên. Đang lâu khi ta đâu quan tâm chi mấy sân xe cùng mấy thằng nhóc mà thích nằm bị coi trời tới lúc đi quá trớn. Chỉ quen ta vào sau hôm nay câu mơ nên ta nhận là bà cho đi tất cả chỉ vì câu cá lớn. Ok. Thời gian hành trang bên ta và nhiều thứ thích tha trong ta. Phòng thu cùng với người thân và nhiều thứ thích tha trong ta. Thời gian cùng các bồi nói có đi xuống một ngôi nhà. Tình yêu dành cho nhạc rap với anh là bao là. Họ cứ miệt mài vanh họng cầu về tiền tài danh vọng. Con chỉ xin bình yên cho tâm này thanh lọc. Bầu trời xanh rộng con muốn thử tung cánh bay. Ở mặt đất phải tránh dây với những kẻ sâu đời manh động. Lâu lắm rồi kể từ mùa 1. Rất là nhiều những người mong chờ Superboy mùa 2 nhưng mà Superboy đã bận làm album Non Nê vừa rồi cho nên là không có thời gian để tham gia. Sau rất là nhiều năm gọi là trăn trở thì hôm nay Superboy cũng đã trở lại và tiếp tục đồng hành cùng chúng ta trong cái con đường đi tìm những cái thí sinh thực sự là năng lượng và dồi dào cái nguồn cảm hứng này. Xin mời. Chào mọi người. Chào buổi sáng năng lượng. Hôm nay là mình tới với Hà Nội là rất là chuẩn bị. Tại vì mình luôn luôn hiểu là hip hop ở Hà Nội là rất là mạnh. Cho nên mình cũng sẽ có những cái chuẩn mới hơn khi mà quay về với lại rap Việt. Và đặc biệt là rap Việt mùa 3. Mình không muốn đợi lâu nữa ha. Sư thấy là mọi người đã đợi từ sáng tới giờ. Và bây giờ mọi người sẵn sàng chưa? Let's go, let's get it. Lời đầu tiên cho em xin được chào các vị ban giám khảo cũng như là tất cả mọi người đang có mặt ở đêm nay. Em là 24K Rai và người ta biết đến em là Hoàng tử Long Biên. Cho em xin cái beat số 4. Ok, xin chào tất cả mọi người. Tên của em là Nguyễn Trung Hiếu và rap name của em là Stray Gates ạ. Và đến đây thì em xin phép được chọn con beat số 3. Ok, em make some noise up. Put your hands up. Get wet. Những cái ông cụt đừng có lên mà ước. Không phải trao đổi, mà giờ em có vào đổi. Thì nó còn là hào hồn, vì anh là nước. Toàn thân lý của Maxi, ok anh lại nuốt. Vì các flow của anh nó sắc thì sắc mà không được chuốt. Anh có tính từng ngày đeo, giờ này có một ngày đeo. Chẳng cứ dù đời mãi treo, anh vẫn trên đàn lước. Tao đồn năm ở cuộc thi này đến mức mà ta đã không trở mắt. Yeah, ta chỉ mong được rap, muốn bỏ hết lại những bộ mà cũng phải chậm tổng giác. Còn là trông thật khác, anh sẽ không được quan tâm nữa, em không được tác. Đời mình mãi được sức lượng, thì bên trong thì mát. Vì anh đeo đôi con đèn hát rồi đi trong chiến tranh bất bất. Anh chỉ cần cặp đôi đầu và đem phần công mình băng. Rap game đi của lương duyên, mọi người cứ chiến đấu đến từ đầu tiên. Ok, và em xin phép được chọn beat số 4 ạ. Cảm ơn em rất nhiều ạ. Put your hands up. Yeah, yeah, yeah. Ta đang bước từ giảm đường sau 12 năm đi học ra bên ngoài xã hội với ngâm một chai lì. Ta đã hiểu được giá trị của đồng tiền trên tay để trái tim ta lạnh ngắt như là IC. Và anh có những tầng anh như tầng nghe. Trẻ già từ Việt Nam đến cổ Hoa Kỳ. Anh có các người nói anh không ra gì. Anh chỉ biết cái nhanh mét như là Nike. Vậy nên nóng ra anh chắc là xa. Đây anh mới chứng tỏ anh là á. Em nhớ vẫn vây quanh chung ảnh. Chứ ký những vị ảnh rap hay lên được cái đẹp dài. Thu đêm bọn lửa để bỏ mai. Ok, xin cảm ơn ạ. Anh hi tốt nhá. Cho em xin xuống biết số 3 ạ.
Trick, 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 trick. Tám không tám bass trên con track beat. Có gì để mà chần chừ ta? Nếu không có tay chơi nhạc rap tiếp thì đã hủy đăng ký từ xa. Chắc có nhiều người thắc mắc nhiều lắm nhỉ? Sao lại đi thi lại you know? Đây chính là khi không gì đặt để đi thi. You want to know, let you know, baby, baby. 1.8 ghi trong profile, còn 100 ký từ 100 ha. Dù nó big boy vẫn còn on ma, vẫn còn lem bem lem bem oh na. I'm back for my fan, get cash for my fan, get cash for my gang, get cash for my bang, 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 bang. Bang bang, bang bang, đến giờ vẫn còn liền với chắc chắn đang mang. Không ham mấy con chơi để tan hoang, lỡ mà còn cái gì cả một gia đình đi hoang mang. Freestyle không đến thì bóng chen thì sao? Yeah. Cảm ơn ạ. Em chào quý ban giám khảo ạ. Em chào tất cả anh em. Em là Nguyễn Anh Dũng, nghệ danh là Dablo. Ngày hôm nay em tới đây trình diễn Casti Beat số 3 ạ. Một mình cái biết chơi đi vô hạn, giờ thách hút hết cũng khó mà khổ cạn. Bên trong có sẵn cả một kho nhạc, đừng có đo đạc không hiểu đang là cho bạn. Ở tại thời điểm mình cái biết ta, nghệ sĩ muốn ha thì viết ra. Đâu ai cố ý cho nó phức tạp, mặc tạm ra đường pha sinista. Chuyện nữa không phải là bây giờ, đừng nói thêm chuyện nữa khi bỏ qua cái bây giờ. Trần trọng thời cơ giờ nắm chắc và lưỡi tuôn tay giờ là mấy giờ chỉ có bận rồi mới có thói quen sẽ có mấy cơ hết 4 cơ kết nối vào lúc 4 giờ 28 tuổi. Ba sẽ đoạn chơi một lúc 8 tuổi bám đuổi. Không còn gì anh lại có tất cả, có đất đá tiền tay anh hất ra. Cả vũ trụ cùng với anh hòa giọng cất ca lặng im mà nghe ở rất xa. Tiếng thịt thầm và cả thiên hà này nghe rõ. Tiếng gạo thét là chỉ bố mình anh đang nghe nó. Wow. Dạ. Vâng. 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 Còn yeah. Wow. Chưa được muốn dìm anh xuống đáy, nhưng mà tiếc chưa được biết anh có khả năng bơi. Chưa được muốn thấy sức chịu đựng của anh cao đến mấy mà vẫn đến đây chơi. Một khi chơi anh phải tinh tế, khi nghiêm túc là anh ra khơi. Giống như nhà đầu tư kinh tế, một verse anh ra đầy lời, hít một hơi. Với thách anh em muốn anh đứng lên đây tiếp tục cuộc chơi. Dạ. Anh cảm ơn anh chị nhiều ạ. Ê, số danh 1185. Cho con thích thở cái. Cho con biết một. Bài này Viso xin nhạc cho tất cả các bạn thí sinh có mặt ở đây ngày hôm nay nha. Xin mọi người mấy sông nôi cho mình một cái được không ạ? Oh yeah. Yo, check it out. Anh đang vui sẽ có đường đi mà anh từng hẹn ngày nào. Ai còn nhớ đến khoảng thời gian mà ta từng hơi lao đao. Không sao đâu người anh em ơi, we gonna check you out. I will back and hold you đâu sau đêm để check you down. Thời gian hành trang bên ta và nhiều thứ thích tha trong ta. Phong thu cùng vui người thân và nhiều thứ thích tha trong ta. Thời gian cùng khắp mọi nơi có đi xuống một ngôi nhà. Tình yêu dành cho nhạc rap với anh là bao la. Đôi mong ngày kia nắng lên, ngồi xem lại mong muốn cuộc đời bộ phim trắng đen. Kệ họ đi, đó là tư duy mà từ lâu nó phải tập nghỉ. Ơi, mình như thằng tự kỷ đang viết rap mà vậy rồi họ giật tay nghe hét vào tai lớn rác mà nghĩ nó co rút mình lại. Sợ sơn xuất mình lại bị nắm đầu tét, bị nắm đầu tét. Những vết thương nó cả tâm hồn không chỉ đau rác ngoài mặt, cứ bị tét và đập vì thứ nhạc rap kỳ quặc. Có cả những lần dùng đến tới mức nó muốn. Em ơi em bà, cho anh hỏi đó em đã có người yêu chưa? Nếu như chưa thì có em đã có anh. Xin chào ban giám khảo, xin chào tất cả các bạn ở đây. Cho em tên là Mas, đơn số danh của em là 2891. Cho em xin con beat đầu tiên, beat số 1 ạ. Đây là bài hát mà tôi viết là có những suy nghĩ của một cái chàng trai đang tuổi mới lớn. Nó mâu thuẫn và nó cũng có nhiều thứ và chẳng biết tâm sự với ai, nên tớ sẽ tâm sự với trời cao cho nó gọi là tâm linh một tí. Yeah.
Thưa trời cao, con mày đang độ 20, vẫn còn trẻ và mãi chơi, vẫn để mẹ con phải đợi. Không còn trẻ con nữa rồi, nhưng chưa đủ lớn để trải đời. Thời gian là hữu hạn, thế nên con nghĩ mình phải vội. Con muốn làm cho con của năm 18 tuổi ngưỡng mộ, và làm cho con của khi về già tự hào trước khi mà xuống mồ. Đâu có ai mà muốn họ chỉ làm xe và mướn trọ, và con cũng như thế để gia đình này có thể nương nhờ. Họ cứ miệt mài vanh họng cầu về tiền tài danh vọng, con chỉ xin bình yên cho tâm này thanh lọc. Bầu trời xanh rộng, con muốn thử tung cánh bay ở mặt đất, phải tránh dây với những kẻ sâu đời manh động. Con bảo mình như đàn sói ở giữa một rừng bê tông. Chúng ta đều cố kiếm sống và đi thành từng phe đông, dù là trung tâm thành phố hay là ở vùng đê sông. Âm nhạc sẽ kết nối mọi người dù họ có cùng nghe không. Ok, bài số beat số 2 cho em beat số 3 đi ạ. Ok, let's go. Được rồi này, đi thôi này. Yeah, ok này. Cười trên lưng với sân quay alpha để mà đưa âm thanh nơi đây vang xa. Tao không muốn nhân tôi xoay ngang ra, chỉ vì muốn để tiền nhân 2 nhân 3. Sẽ không để cội bay ngang qua nếu như mà bản thân cảm thấy đáng giá. Muốn mình phải kiếm được thật nhiều tiền trong những hoạt động mà ta hay tham gia. Ta nhìn thành phố từ trên cao, vì ngày nay dấu trời đêm sao. 22 tuổi theo đuổi chiêm bao, và không phụ lòng những cái gồng bên tao. Không còn vui định khi họ lên cao. Cảm ơn ạ. Ồ mà nếu ông thắng ông có thể mua nhà đấy, mua xe đấy. Cũng hay đấy mà, để tôi suy nghĩ đã. Tôi xem, ôi ta ước gì. Đời ta như cây bút chì, chẳng cần phải nghĩ, tôi chỉ cần việc viết thi. Ước gì mình như phím đàn, chẳng cần phải. Ok, để mà nói thì từ đầu đến giờ mọi người chưa biết số 3 đã chạy đúng không ạ? Yeah, mọi người muốn thay đổi không khí một chút không nhỉ? Let's get it, yeah. Wait. Woo. Em ơi Đô Thành, ở đây anh sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Welcome to chuyến tàu cười. Hôm đi qua kéo ghế và ngồi. Welcome to chuyến tàu cười. Vì cái gì á? Vì tấm bầu trời. Welcome to chuyến tàu cười. Hôm đi qua kéo ghế và ngồi. Welcome to chuyến tàu cười. Vì cái gì á? Vì tấm bầu trời. Mình cứ bảo liên thông với lady. Đừng nghe nghe mà cho chơi bơ. Welcome to candy baby. Em đừng ngỡ. Yeah. Cảm ơn. Yeah. Xin chào ban giám khảo và tất cả mọi người có mặt tại ngày hôm nay ạ. Em tên là Thúy Vi, là rap name là La Vi ạ. Cho em xin con beat số 4 ạ. Tích tắc đồng hồ vẫn cứ quay, chưa có dấu hiệu nào gọi là dừng lại. 20 tuổi trắng tay, tại sao không có energy thì tràn đầy. Work hard, hết đêm, chỉ để viết ra một bài hay. Mà lóng lúc, cứ quên, đã quá nhiều về cho ngày hôm nay. Day going to the school, night flying to the moon. Playing on the beat, yeah, try to make it hit. Ngành nghề nào thì không biết tiền, hay đâu không thấy phiền. So making to be fame, making for my name, yeah. Ooh, don't wait for no one, won't be shy, don't be shy. When you look into your eyes, night sky, some star is what you find. Yeah. Vào kiếm ăn có thể luôn nguyện hiến máu hiến tóc cho người nhưng không nguyện hiến thân. Cuộc đời là thế, ngã sâu đến mấy cũng phải vươn lên. Sẽ cho ta nhiều bài học, cho ta những thứ nên và không nên. Tây nguyên chân chất, sinh viên năm nhất, không ưa muôn lời định vợ, không ưa tân bốc. Ta luôn cân nhắc, nhưng ta mong chắc khi ta quyết cầm mai rác, cuộc đời sẽ sang trang khác. Chỉ đơn giản là tôi yêu đẹp, yêu cuộc đời này và anh em. Yêu những lần nhậu và hay nói, nhưng nói xong rồi là hay quên. Homie từ Trung Nam Bắc, tiếp đón tinh thần nhiệt tình. Tôi không quan tâm người khác, tôi muốn thích hề việc mình. Đâu cũng là đi, nhưng quan trọng mày đi đâu. Tôi quan tâm chất lượng thôi, sẽ mai bên cạnh tôi khi đâu. Khi nào còn thở còn chơi hip hop và đem tinh thần hip hop đi chạy khắp cái miệng này không lên ba. Nhưng khi on mic lại phải gắt, và để cuộc đời chỉ vậy cứ trôi qua. Em tự giới thiệu em là Nun, số hóa danh của em là 2525. Cho em xin con biết số 4 nha. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Chào các đồng chí, hôm nay anh em tớ đưa nhau đi thi. Làm thêm vài ly, sẵn sàng để được phát sóng trên TV. VRV Channel, liệu các cậu có chấp trôi về diện mộng? Anh cảm ơn ạ.
xin ra đồ đê chứ tông minh cứ gọi xong những thuốc lá rằng là mò khiến người trên đi xuống biết một cười cho dù có cả cáu vẫn phải bù chiêu đứng bù lưỡi cho dù có mất tất cả thì ta vẫn thu hồi được là những bài hot đã rằng ta phải thụng lưỡi để những kẻ trên đây ba phải còn chụp lưỡi khi tôi vất vả ta chưa thể chạy cao nuôi bằng một cố gắng rất vất vả và dù chưa thành công thì một con đó là cách mà ta đáp trả để xua tan đi những cái bước buồn về theo ta vẫn ra nhấp nhàng như một nhận giả đúng kẻ trên vẫn tương thôi những thứ ta là đồ khác tiền phí một thức lấy tận hồn để một ngày được chốt nợ thì vẫn đáp tiền let's kill it. Yeah. Whoa. Yeah. I should the beat to the O. I should the beat to the O. Okay. Get it. Whoa. Yeah. Watch him. Nhìn trong anh như đen rong chơi xả chân ron roi lối sống phong lưu mọi nơi tụi anh đang ngang qua cho cô tim mang ra cho viện cảnh cơm chưa chưa hết đâu cậu thêm một vài hôm ăn đang lột da cùng hàng cho mơ mưu đặt vào là thứ nhạc đáng chất này ở nơi sáng nhất ở trong khu dân cư ở đời vài thứ thiếu mình có nhưng đêm không ngủ nghĩ như có mình thiếu chọn bạn phải có khiếu nhìn nó còn bản chất thật có khi khó trên chiếu một chiều giống như đứng ngược gió ok có khó hay đôi lúc cạn tiền hả cảm giác như có chút lạm quyền ok để đó giờ tôi cứu bạn liền để tung một hàng tá thơm nhạc ra thị trường cho mắm dấu trong địa phương để về chứ không cần chỉ đường nhắc nhở cho nhà em đang cách chung chí hướng mấy thằng cô gái hơi bị bước chân cẩn từ công ty về phường đang lâu khi ta đâu quan tâm chi mấy sân xe cùng mấy thằng nhóc mà thích nằm bị coi trời tới lúc đi quá trớn chỉ quan tâm vào sao hôm nay cô mơ nên ta tự nhận lại và cho đi tất cả chỉ vì cô cá lớn ok yeah I got the fat I got my style em tin anh có chắc chắn vì điều đó anh như diều cứ bay ngược theo chiều gió nghe tâm tư em trao tặng ngay nhưng mà có lẽ đã sai địa chỉ anh bên này sáng chưa chiều tội đối chuyện riêng em lao tâm cổ trí em nói mình là người thứ ba như là 30 ở trong một tháng thứ anh cần đâu phải. Yeah 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 pick up ANK on the beat man. Ok ok alright alright check it out check it out check it check it out đi mày con đi chỉ dần đi mày phiền thế giới này quá nhiều phiền lòng và con đã mãi một đêm ngồi kia kể từ sáng đến tận chiều khuya nghe đi cùng nhảy xong giờ đi với chẳng cái nào wow sống ra đi được không từ ngày trường đạp chiều dài ngày chậm rồi vứt cái tập phiền lòng và con sẽ kiếm ra được tiền to để trên đôi môi cua cái mồm làm lâu chúa ngày ở đâu vậy hay lắm. Vâng em cảm ơn ạ. Hey yo what up là Mano đến từ của Lali ạ. Cho em biết số danh của em là 2556. Cho em biết số 3. G Chúa chơi cả mọi người bác con cả bác tất bao nhiêu người nhắc tới
giấy sẽ đi để giúp anh lên chỉ với nhà quay mắt tân thủ nên bất tồn tại nói chung là quên mình anh không biết anh không biết anh có bao nhiêu lần để sống. Chờ con đi số 4 này. Sao con tay của bố mẹ chuyển đến thành phố để xa hoa với một mục đích để có cả và bola rồi năm nó lên 10 mong anh tới nơi để chốn áp lực dồn nén làm bản thân của nó được nên người bên đâu là trên bên đâu là dưới gặp người hơn tuổi được vì cúi yeah sao dùng bố mẹ anh cảm ơn ạ anh em thi tốt nhá yes sir. Vocal như quỷ dữ flow đi như sĩ tử vượt biển như cành ngư bài này như chiếu thư. Vocal như quỷ dữ, flow đi như sĩ tử, vượt biển như cành ngư, bài này như chiếu thư. Ok mang theo bởi sĩ tư, bởi lý tưởng trên đường đi ta luôn mang theo. Ta cố gắng từng ngày và ta vẫn biết mày vì dung trách trên vai ta đeo. Có bao nhiêu sóng gió ập đến như là cá mập khiến ta cảm giác fail. Nhưng ta vẫn chiến đấu với ta không sợ hãi vì ta đây là cá heo. Mặc cho suy nghĩ và còn lan man, ta viết lịch sử bây giờ sang trang. Tâm tư chất đóng như một núi vàng, ước mơ hào nhoáng như là Johnny Day. Khi mà ta vẫn tìm một bang, ta vẫn là người con An Giang. Oh baby bị lướt mày can, oh baby bị lướt mày can. Ta là quân pháo ở trên bàn cờ, vượt qua đầu cản chú tướng như bây giờ. Tướng sĩ tử bên đó còn ngu ngơ, trước mắt ta giờ đây là mây mờ. Let's go, let's go, let's go. Một ngày đầy gió ta không giao dạc. Anh muốn ôm cả đại dương mới mong vào nhạc. Đôi mắt long lanh, đất trong xanh. Giờ anh giống như bị thiếu nước với em làm anh khao khát trở về thực tại. Anh phải chấp nhận là lòng anh đã vương tơ ngày tháng rồi tương tư. Chấn thương em gây đau quá lớn nhưng thương ở đây baby là thương nhớ về chiếc váy xanh trên con tàu lộng gió. Bắt trong tim anh không cần lòng hay cọng vó. Khung cảnh lãng mạn như sóng nhà sâu vô bến bờ nên nhìn em ngất ngay từ phút giây đến giờ. Lòng ngực anh cứ căng như cánh bướm nếu thấy như tảng băng làm sao anh tránh được. Vậy thì anh cứ chấp chìm sâu, yêu em cứ đâm đầu nắng chiếu còn là mây. Môi em khẽ cười gọi tên anh là biển cả mặn mà và bao la. Mọi phiền lo trôi theo gió trời. Chắc nhiều người vẫn hỏi Thomas là ai cơ. Là quý vật phi tài gương mặt thì nại tờ. Nếu rắp dở là chuyên nghiệp thì anh sẽ luôn luôn là tay mơ. Còn nếu phi tài là chuyên bóng gọi là Kevin the Brainer. Là một phát xuyên qua trên lưng sàn làm tụi nó sợ đâu khác phim mà. Anh không dám giống tụi nó mới về cơ hội đổi đời. Anh muốn đến với cuộc thi học hỏi từ các chuyên gia vì tính đang rắp từ trước những mấy mùa xuân sang. Ngày qua ngày tôi muốn được nhìn thấy một mình trong tương lai. Không anh làm bất bình là cả vô tình không đứng ai. Khi mà những cái gai hai ngày liệu sáng mai để lòng tôi mệt mỏi thường hỏi mong đường ai. Alo không. Không rap vì anh em, rap vì gia đình, rap vì tất cả những người ở đây được mà. Ok, ok. Let's go, let's go, let's go. Welcome anh em cùng đến đây với tôi. Cho từ đây những cánh tay đi như vậy mới vui. Đã biết đây là nhà, đâu đá thì không đáng. Cho tôi xin chai bia mới vui, anh em mình còn chơi tới sáng. Xin chào ban giám khảo, em tên là Madeline, số mặt danh của em là 2697. Em xin phép dùng con beat số 2 ạ. Let's go. Yeah, M-A-D-I-L-Y. Look. Okay, ay yo, I'ma do it for my fam. 61 gì live, let me show you to my gang. Ask the one in on my way. And do my thing, vẫn đang phóng thật nhanh trên đường. Từng câu trả lời là who I am. Break it up, break it down, break it up, break it down. Manly đến rap viên rồi này, so give it up. Check this out, anh sẽ biến âm thanh này thành làn sóng giữa anh muốn make it loud. M-A-D-I-L-Y, Mandy Lee, chicken. Tích cực làm việc thì tôi bố đi. Anh đến sân khấu lại glory. Gạt bỏ đi hết mấy đứa đố kỵ. Không để bản thân thành người vô tri. Không quên đón nhận tôi đừng cho đi. Gương mặt lạnh lùng kiếm Stony. Khi đồng hồ đã điểm khi mà anh xuất hiện. Anh biết cách để mà chơi. Ôi lý kịp bọn anh với chú vẫn còn xanh. Anh đang bận viết lách để xả hơi. Yến nhạc với anh nó là câu chuyện. Chưa lành vết thương mỗi khi gặp chuyện. Là nguồn động lực đến tu luyện. Anh không dùng nó một cách tùy tiện. Đơn giản. Em cảm ơn. Đâu là chữ why? Ê bởi vì khi đói bà bởi gọi khi no. Đây là cuộc chiến không phải cơ chế xin cho. Flex vì hát solo tôi thấy thật nhột. Vì bọn tôi vật lộn khi bạn đang vì bồ. Các bạn lên show là anh em đông đủ. Không thêm mạng nào dù bọn tôi không rủ. Bà chỉ thấy phần nổi nhưng đâu biết được phần chim. Hệ thống hát tầm nhìn bao nhiêu đêm không ngủ đủ. Nhạc hay tôi vẫn còn đáng ủ.
chết ra rồi cất ở trong tủ. Với bản thân tôi vẫn đang làm chủ, với khán giả làm phụ fan, làm điều mình thích không đúng trend. Yo. 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 Woo. Wait. Yo. 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 Xung phong đã chiếm trận, tinh thần sắt thép để bày rũa như là kiếm nhất. Trọng đầu để chiếm thuật, thất bại lại càng làm trên những tên tin chưa nghiền chắc. Danh tính là bí mật, bài sư học đạo cứ đưa cảm thụ để tình túy nhất. Khác biệt tạo nên khí chất, để rõ anh đứng đây chứng minh mình là đối thủ nặng ký nhất. Kể cho nhau thôi cái xấu âm bình từng hay làm, mà lên quay trái thở gấp đôi rồi là hay này. Ăn khế rồi lại phay vàng, nếu cả tưởng là điều tiêu cực nói hay thì không bằng hay làm. Quan trọng là sự đóng góp, tận dụng cơ hội vượt lên bằng cách nắm thóp. Đôi khi sẽ tận ngã ngửa, vì còn tưởng vẫn nên tỉnh dậy nhưng không cách chỉ có cách phá cửa. Yeah, gọi anh Hồ Tàng Long, ngạo nghễ đến khí chất của thằng đàn ông. Yeah, bách khoa. Let's go, let's go. Và ra hướng đi rõ ràng, tôi đã quyết lòng mình dốc hết sức vào đây. Giống như phi tiêu trên tay phóng nhanh xuyên tầm, cho dù đôi mắt không cần ngắm thật lâu. Những thứ cần nói mà để nó phải vần đồi, những lời phê phán không nhất thiết phải phản đối. Giữ cái tương lai này trong mọi sự tính toán, cái dù hoài bỏ xếp hơn cái bình đoàn. Wrong, wrong, cảm xúc càng tức ức chế, càng mất khống chế này. Why? Khoan tại sao ta lại kém đến thế? Thực lực chưa đủ đáp ứng thực tế. Phế, thấm với gánh nặng ta còn cảm thấy trên vai. Bất cả chuyện tiếp là ta viết vào trong mai. Thằng đã trải cũng là thảm đỏ nên những màu máu từ bước chân tao rải, rải, rải. Ta đã cho đi hết tâm lực chiều theo luồng gió. Gió hay cuốn đi, cuốn đến nhiều người. Gặp mua hoàn cảnh để biết mình muốn gì. Nhưng người muốn chi, nhưng người muốn thấy. Vậy điều đã phí, vậy thì muốn gì. Ta sẽ vẫn kiếm, kiếm, kiếm bù vào khoảng trống của nơi nào đông đến. Em xin cảm ơn ạ. Yo. Con thương mẹ hôm nay con lại đi thi. Mong cho anime được lên TV. Huy không phải Riu Chi, chỉ là mini. Nghe Huy rap riêu như những gì Huy ghi. Đô Rê Mi Fa Son rồi La Si. Vì quá khứ lặng lẽ mà cho qua đi. Mặc áo thun rẻ tiền cùng quân kaki. Rap bằng câu chất phát không hề cầu kỳ. Dù cho xấu xí, hôm nay mình đấu trí. Đem hết vợ công 10 năm tu luyện lên sàn đấu tí. Có những câu chuyện không kể bằng miệng mình phải giấu kỹ. Dù cho thắng hay thua cũng phải lâu kỳ. Quên đi niềm đau đi, không để chìm sâu vì. Vượt ngàn hải lý trên chiếc tàu thủy. Cuộc sống muôn màu không nên đầu rỉ. Cho nên quên đi những niềm đau chi. Dạ em cảm ơn. Đưa cái cho anh game mai và đây là lúc mà mình nhạc thông tai. Kiếm money, anh phải kiếm money và giữ cho mình không bị lạc trong life. Có phải xe phân như là 102. Anh em tao phải chơi một con nice. Nice. Right. 2023 thôi anh phóng đi xa. Em melody, anh ta trong guitar. Việt Nam b-boy, ta phải giống ông bà. Chỉ làm việc mà mình thấy không sai. Mang âm nhạc cho ta lên TV. Make money for the sound CD. Muốn mẹ thấy được nó đã đối diện quá nhiều biến động. Bây giờ stand up. Xem mày ta sáng như vì sao. Dropping data, check it out. Em cảm ơn ạ. Yeah. Yeah. Woo, 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 woo. Yeah, yeah. Yeah, huh. Okay, 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 yeah. Jam in jam, anh còn đang viết lách và có dẫn thử thách. Anh đây còn phải sober, không biết cách. Thì tụi mình kiếm cách ở bên trong bìa sách. Đó là một sơ đồ, sống phải khác, anh rap phải khác. Anh không thể lười nhác để cho người thân chờ. Đó anh mắt, thì giờ lâu anh mắt. Và một cái nhìn khác người đến từ anh. Có nhiều khi anh đứt ghét, có nhiều khi anh đứt nét. Có nhiều khi anh đứt khét, có nhiều khi cũng là chỉ nhiều khi. Và anh chưa thực khi anh đứt bét. Có nhiều khi là một vài câu chuyện, là một vài sự kiện vang lên cho sắm xét. Có một khi là anh 20 tuổi, một người tháng rong ruổi của anh phải chăm hết. Anh đang thích tạo ra kỳ tích trên vùng đất mới. Anh đang buông ba, nơi đầu cạn không người nào nản. Bởi vì ý chí anh đang vươn xa. Anh đã thấy được những mục đích là những lợi ích nó đang tỏ ra. Anh đã gieo hạt mầm xuống đất, giờ đến cơ hội đến ngày ra hoa. Do một pin nó từ Tây Nguyên, lâu y nguyên như là tên điên. 49 toàn là dân chuyên, đến thêm đá bùng một bên khuyên. Tuổi công phép anh là thâm niên, ngồi ganh ghét thì họ nên im. Hay đừng nói thì nên im, có khi phát anh ở trong tim. Trên Big Life anh còn đang viết check. Ở trong thử thách anh đây vẫn còn sâu. Bước chân khỏi vỏ bọc để phô diễn tài năng, ai đã cất sự đã bấy lâu. Anh đang lướt nhẹ chưa có biết khiến anh em trầm trồ cho được mấy câu. Không lười biếng là phải training, biết đang góp phải feeling. Đây là cảm giác mà anh đang muốn, anh ấy cùng cháy thành quả mà anh building. Bao gồm mọi thứ mà hurricane, sống sao hay là the Johnny Dan. Working hard my level burning man, anh vượt hết cảm bấy, let's get it, I can. Flow anh bay trên bầu trời, tặng cho bạn bè và những người mà anh yêu. Tặng cho gia đình và các anh em thân tình. Em
cảm ơn. Yo. Kiếm tiền làm nhạc này trong địa bàn, thành phố cảng bước tới hiên ngang. Hải Phòng Việt Nam máu đỏ da vàng, tự tin phóng khoáng ăn đói điểm đạn. Vươn vào cốt trời đó là lúc mà anh đã sẵn sàng, phải nắm lấy cơ hội vượt ra khỏi vùng an toàn. Thế là đam mê nhận huyết luôn căng tràn, đuổi mày thẹn nguy bẹn thêm với cái này. Chúng mình chú thích bọn ảnh nâu cắt, sẵn sàng ngưng 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 tự ra thôi thang. Muốn làm việc lớn thì không thể nào đầu hàng, mặc cái lời bàn tán quanh tai. Tổ xích thì bọn anh cũng chẳng khoái, ăn sóng nói gió Hải Phòng đã khẳng khái. Nhìn bay zoom lên bọn anh thay thế vào lái. Vừa là music đàng vàng, anh còn dậy sống đàng hoàng. Vì thế càng khó càng làm, dòng một đất cả ok, dòng một đất cả sao. First time you come to me, you say hello, I feel like I'm đôi ba lần ta gặp nhau vào đêm sao, không nói một câu mà chỉ nhìn vào ánh mắt, trái tim lại đập tình 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 tình. Hy vọng anh không phải bị phi vì tôi không muốn có một cú lừa nào. Không vì em chung bạn không nên tin người, đừng để sự mới mẻ đánh mất đi chính mình. Để rồi xem một tình tội đâu mới sẽ chết hay trong trái tim đang dạo dực. Tương tư rồi cứ thế mà xoay vòng, xung quanh toàn là hơi men cay nồng. Tình cảm của ta thật lòng, vậy người đang đi với anh thì chắc là hư không. Và anh giờ Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.